Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán sơ tơ để qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Thì mấy hôm nay bên Mai về xe liên tục và bán liên tục các anh chị những dòng xe 5 chỗ rất là mềm, vừa lướt vừa đẹp như thế này ha. Thì bên Mai về xe và xoay vòng liên tục đó cho các anh chị đã có thật là nhiều sự lựa chọn. Như là hôm qua về EcoSport D2020 là bán rồi nè. Hôm nay Mai lại về tiếp, ở đây là Mazda 2 D25 nhập Thái. Rồi qua ngày chắc lát nữa là bên Mai sẽ về được thêm hai chiếc EcoSport nữa. Một chiếc D2015 màu trắng, gốc thành phố luôn, giá khoảng tầm 435 triệu các anh chị. Và một chiếc màu cam D2016 giá khoảng tầm 438 triệu thôi các anh chị. Những chiếc xe 5 chỗ gầm cao cũng như là những chiếc xe 5 chỗ mà lướt đẹp đẹp như thế này bên Mai về và bán liên tục luôn. Nên là nếu các anh chị đang có nhu cầu tìm một chiếc xe 5 chỗ hay 7 chỗ hay như thế nào thì cứ liên hệ với Mai. Mai sẽ tư vấn cho các anh chị ha, hoặc là để lại nhu cầu cho Mai. Ví dụ như bên Mai đang chưa có chiếc xe đó, hoặc là có thể là sắp về chiếc xe đó, thì Mai sẽ ưu tiên gửi thông tin cho các anh chị trước nha. Rồi bây giờ sẽ không làm mất thời gian của các anh chị nữa, Mai sẽ đi nhanh vào chiếc này luôn. Đây là dòng Mazda 2 bản hatchback nha các anh chị, nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc luôn, đời 2015. Xe này thì bên Mai đang bán với giá chỉ có 368 triệu thôi, rất là mềm nha. Chất xe thì đi cực kỳ sướng luôn. Bây giờ các anh chị hãy đi một vòng quanh xe để xem thử cái chiếc xe này như thế nào nha. Nước sơn màu xanh rất là thể thao và rất là đẹp các anh chị. Dòng này là bản hatchback sport đó các anh chị, sport thể thao ha. Rất hiếm khi mà về được dòng này, và cảm giác lái của những cái dòng mà nhập khẩu như thế này thì phải nói là cực kỳ thích luôn. Đó, các anh chị mà yêu thích những dòng này thì phải sở hữu ngay nha. Rồi, xe này thì biển số của mình là ở thành phố luôn ha, 51F51266 các anh chị. Biển số ở đây là Lộc Lộc nè, mà thấy rất là đẹp ha. Rồi các chị hãy đi gần hơn xem thử cái chất sơn của chiếc xe này. Xe vừa mới về, bên Mai cũng chưa có kịp vệ sinh gì hết, nó hơi bụi chút xíu, các anh chị thông cảm ha. Đó, nước sơn của mình còn rất là liền lạc, những cái mối nối này các anh chị liền lạc ha, rất là khít luôn, rất là đẹp nha. Đó, phía bên này cũng vậy nè các anh chị. Phần nước sơn chiếc xe này phải nói là trên 95%, trên 95%, cực kỳ cứng luôn. Cho các anh chị coi cái vỏ nè, vỏ xe này ha, còn rất là sâu luôn nha. Đây, vỏ xe của mình là 2017. Đây là tầng thứ 17, 2017, 2017 tới giờ là khoảng tầm 4 năm rồi, nhưng mà còn sâu như thế này nè. Mâm cũng vậy, không rầy xước gì hết các anh chị nha, rất là đẹp nè. Đó. Rồi, đăng kiểm đường bộ mình là còn tới tháng 10 năm 2022 luôn, khoảng tầm hơn gần năm nữa ha. Xe thì có dán phim nè, có cái gương cầu lồi ở đây luôn. Các anh chị kiểm tra giúp Mai phần keo chỉ nha. Keo chỉ của mình là còn nguyên bản hết các anh chị. Những cái dòng mà cái màu lạ lạ như thế này mà dù mà keo chỉ làm lại các anh chị, nhìn là biết liền à, thật sự luôn á. Và xe bên Mai thì khi mà đưa về á, đầu tiên là mình sẽ kiểm tra lịch sử hãng trước, sau đó qua kiểm tra xe trực tiếp tại nhà khách hàng rồi mới đưa xe về các anh chị. Nên là các anh chị yên tâm về chất lượng xe nha. Ốc trên cửa phía sau này không có dấu hiệu tháo mở gì hết ha. Dòng này khá là thể thao, dành cho các chị mình thích cái phong cách mà hơi cá tính chút xíu. Đây, cho các anh chị kiểm tra cái phần vỏ phía sau luôn giúp Mai nè. Đây, vỏ phía sau cũng rất là sâu ha. Vỏ này cũng là đã thay rồi, vỏ 2018 các anh chị nha. Vỏ 2018 mâm cũng không trầy xước gì hết. Phía sau nè, cản khá là khít ha. Xe này thì để Mai xem, chưa có cảm biến lùi, chưa có cam lùi luôn các anh chị. À đây, có cam lùi đây, có cam lùi rồi các anh chị. Rồi cho các anh chị xem phần gầm giúp Mai nha. Gầm của mình nè, còn rất là đẹp nha. Nó hơi bụi, hơi dơ thôi chứ nó không vấn đề gì hết các anh chị. Nhìn là thấy nó không có sét, không có rỉ gì hết ha. Các anh chị xem giúp Mai phần ốc cốp và keo chỉ cốp trước nha. Xe vừa về chưa vệ sinh mà nhìn cái phần nội thất như thế này thì nói là ưng lắm luôn á các anh chị ơi. Đó, ốc cốp này thôi, rất là đẹp. Các anh chị mà đang tìm những cái dòng mà hatchback nhỏ nhỏ như thế này nè, những dòng thể thao hoặc là ở 5 chỗ gầm cao thì phải ghé ngay Fastcar. Khoảng tầm 350-400 triệu là đã có một chiếc xe rồi ha. Cốp rất là sạch sẽ nè. Ở đây là nỉ, phía dưới này là mình có cái lớp dự phòng nè, bộ dụng cụ sửa chữa nè. Anh chủ để gọn trên này ha, lót mút như thế này rất là đẹp. Ba thấy chủ xe cũng khá là kỹ, có những cái túi như thế này để khử mùi á các anh chị. Đó, tại vì phần nỉ như thế này nè, nếu mà về các anh chị mà không có lót thêm simili hay gì đó mà nó thấm nước á thì nó dễ bị gây mùi lắm. Rồi cho các anh chị kiểm tra phần nội thất giúp Mai. Nội thất xe thì để là ghế da màu đen,
có phần nỉ ở phía giữa nha các anh chị nha. Phần phía giữa là phần nỉ, nhưng mà thấy ở đây rất là sạch sẽ nè. Nó có một chút hơi bụi bụi chút xíu là do bên Mai chưa có kịp mà hút bụi với lại làm vệ sinh nội thất á. Tuy nhiên là Mai thấy chủ xe sử dụng ở mức độ như thế này thì khá là ok ha. Sàn của mình là sàn nguyên bản, trần cũng nguyên bản, chỉ có lót tapi thôi. Hôm kia thì Mai có nói chuyện với khách á, thì anh kêu là anh không thích làm sàn, anh thích để nguyên bản vậy rồi lót tapi thôi, rồi vệ sinh là nó đẹp rồi. Chứ anh kêu 5D anh không thích. Đó, nên là cái này tùy nhu cầu khách hàng sử dụng. Trời, nổ máy lên và nói là siêu êm các anh chị. Không nghe một tí tiếng máy nào luôn ha. Cực kỳ êm luôn. Đó. Vô lăng của mình nè. Ở đây thì nó hơi bóng một chút xíu, hơi bóng ở đây ha, hai cái cạnh ở đây nè. Đó, khi mà khách hàng thì thường cái thói quen cầm lái như thế này. Còn không có bị mờ chữ mất số hay một cái gì hết nha. Đó, vô lăng Mayda. Xe đi được 68.000 km rồi các anh chị nha. Chuẩn đẹp luôn ha. Ở trên đây mình có một cái màn hình nè. Dưới này là dàn lạnh các anh chị, còn rất là mới. Xe sử dụng đề start top và có chìa khóa remote như thế này nha. Đây, các cái điều khiển ở trên này. Nấm điều khiển giống như xe mẹt á các anh chị. Đó, nấm điều khiển như thế này ha. Cực kỳ hiện đại, cực kỳ sang trọng luôn. Và nói cái phần mà thiết kế nội thất cũng như ngoại thất của Mazda thì gọi là rất là sang, mà rất là thích luôn. Rất là sang và không bao giờ lỗi thời luôn á. Rồi, cho các anh chị kiểm tra phần ốc nắp capo và cái chiếc capo ha. Cái capo của dòng Mazda rất là dài các anh chị. Cái capo rất là dài ha. Đây, mau chóng lên. Đây, cho các anh chị xem kỹ phần capo luôn ha. Mai sẽ cố gắng quay xe mà chi tiết nhất có thể để cho các anh chị mà dù mình ở xa, mình thích chiếc xe này, mình ghé qua. Mình ở quên, mình không thể ghé qua xem xe được á, thì các anh chị có thể là xem qua video chi tiết này mà có thể gọi là lấy xe luôn, chốt xe đặt cọc luôn các anh chị. Không cần phải ấy, không cần phải đến tận nơi đâu. Mai sẽ kiểm tra chi tiết cho các anh chị luôn. Xe thì đang nổ máy. Đây, Mai sẽ cho các anh chị nghe tiếng máy nha. Nghe tiếng máy luôn ha. Rất là êm nha các anh chị nha. Động cơ SkyActiv nè, technology ha. Bên Mai thì cam kết cho các anh chị là xe không nâm đụng, không ngập nước, không đầy tu, động cơ hộp số 3 test hãng cho các anh chị mình. Bảo hành cho các anh chị mình là 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ hộp số các anh chị nha. Trong qua thời gian sử dụng đó, nếu mà các anh chị mà đi bất kỳ một cái đại lý nào, tại vì hệ thống của Mazda là toàn bộ hệ thống là có liên kết với nhau hết, hoặc là đi bất kỳ một gara nào mà kêu xe này nâm đụng hay ngập nước thì bên Mai sẽ hoàn tại toàn bộ chi phí cho các anh chị, không tốn bất kỳ một chi phí nào hết luôn. Thu hồi xe về luôn. Và trường hợp đó bên Mai chưa bao giờ có, các anh chị chưa xảy ra bao giờ hết ha. Nên các anh chị hoàn toàn yên tâm, kể cả các anh chị ở tỉnh, hôm giờ là bên Mai đi giao rất là nhiều xe về tỉnh ha. Trà Vinh nè, Bình Định nè, Đà Lạt nè, Bình Thuận, Phan Thiết, rồi về cả Đắk Nông, Bình Phước, chưa có một chiếc xe nào quay lại hết. Nên là các anh chị dù ở xa mình mua xe này thì cũng yên tâm nha. Xe này thì đời 2015, giá xe là 368 triệu, thì Mai còn hỗ trợ trả góp được cho các anh chị. Xe này các anh chị chạy trước chắc khoảng tầm 150 là mình có thể sở hữu xe rồi. Được cái biển số thành phố nữa nên cũng tiết kiệm cho mình được thêm 20 triệu nữa nha. Đó, bên Mai có hỗ trợ toàn bộ thủ tục ngân hàng cũng như là rút hồ sơ sang tên luôn. Nên các anh chị mình yên tâm, không cần phải làm gì hết. Chỉ cần lên đây xem xe ok đặt cọc hoặc là xem video ok đặt cọc thì bên Mai sẽ làm toàn bộ thủ tục còn lại cho các anh chị luôn. Yên tâm nha. Chia sẻ luôn các anh chị là giá này Mai báo là sẽ chưa bao gồm chi phí sang tên nha. Tại vì trường hợp mà các anh chị có ký ủy quyền hay gì đó thì mình sẽ không thể báo giá cho các anh chị bao gồm chi phí sang tên được đâu. Cái này Mai cũng chia sẻ thẳng thắn trước cho các anh chị luôn. Ngoài ra thì giá Mai báo cho các anh chị cũng là bên Mai cũng có khung giá rồi, cũng phải tham khảo thị trường các anh chị. Showroom Mai là ngay chỗ Thủ Đức luôn. Thì nguyên cái dọc đường mà quốc lộ 13 này là rất là nhiều cái showroom xe ô tô qua sử dụng, nên là mình cũng không thể nào bán thách khách hàng được đâu. Chỉ cần mà đi dạo một vòng thôi là đã biết giá xe của toàn bộ cái khu vực này luôn rồi. Nên là mình cũng không báo thách khách hàng được mà cũng không thể phá giá được đâu. Nên là các anh chị yên tâm, trước khi mà ra cái giá này bên Mai đã phải khảo sát thị trường, đã phải coi thử cái thị trường xe mới như thế nào, xe cũ như thế nào thì mới báo giá cho các anh chị được. Và cũng còn bớt cho các anh chị một chút lọc vui vẻ mong mắn nữa thôi, chứ còn không thể nào bớt quá nhiều đâu. Nên các anh chị cũng nói chung là vui vẻ, mà mình trong khung nói chung là Mai hỗ trợ được cho các anh chị là Mai sẽ hỗ trợ cho các anh chị thôi ha. Đó, cố gắng hết sức luôn nha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã yêu quý và ủng hộ Fastcar trong thời gian vừa qua. Nếu các anh chị thấy thích hãy cho Mai xin một like, comment, chia sẻ ý kiến của các anh chị, nhất là các anh chị mình đã từng sở hữu xe tại Fastcar rồi ha. Hoặc là để lại cái phần đăng ký ở cái chuông đăng ký phía dưới á, để khi nào mà có xe bên Mai về là các anh chị là người đầu tiên có được thông tin nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.